Việt Công Giáo xin kính chào quý cộng đoàn. Chúng con xin gửi tới cộng đoàn bài viết Bí ẩn tượng Đức Mẹ do người Việt xây ở Indonesia. Tượng đài Đức Mẹ Thuyền Nhân được người Việt Nam xây dựng ở trại tị nạn đảo Galang, Indonesia, nơi để tưởng niệm và cầu nguyện cho những thuyền nhân Việt Nam đã bỏ mình trên biển sâu năm 1975. Với một người bình thường, hai chữ Galang có lẽ chẳng mang một ý nghĩa gì đặc biệt, ngoại trừ và khái niệm mơ hồ về một hòn đảo xa xôi hẻo lánh, nằm đâu đó thuộc chủ quyền Indonesia. Chẳng có gì thú vị để thu hút người ta đến miền đất này, nhưng với những người thuyền nhân Việt Nam đã từng đặt chân đến hòn đảo ấy, Galang tượng trưng cho tất cả những gì con người Việt Nam có thể cảm nhận được. Nó tiêu biểu cho niềm hy vọng vào tương lai mà người ta mơ ước khi rời khỏi đất nước mình. Nó là lỗi thống khổ cho cái giá quá đắt mà mình phải trả để đến được nơi đây, và cũng là sự thất vọng sâu xa cho những mong mỏi mà mình không đạt được. Sau ngày chế độ Việt Nam Cộng hòa miền Nam sụp đổ, thì toàn dân hoang mang lo sợ, có biết bao nhiêu cái sợ dồn dập trên đầu óc người dân miền Nam. Có những tin đồn thất thiệt gây hoang mang, cũng có thông cáo của chính phủ, của ủy ban quân quản, làm cho người dân càng lo lắng, đi kinh tế mới làm ăn, khai hộ khẩu, trình diện cải tạo học tập, rồi từ đó phát sinh ra những câu ca dao tục ngữ, càng làm cho người dân lo âu sợ hãi. Tôi còn nhớ bên cạnh nhà chúng tôi, có những nữ sinh chỉ chừng 18-19 tuổi, ăn mặc rách rưới, vẻ mặt tro đen đủi xấu xa. Tôi hỏi, các cô bảo, người ta đồn con gái miền Nam sẽ bị gả ép cho thương phế binh lấy làm vợ. Thật tội nghiệp, các công chức quân nhân thì tìm đường vượt biên, trốn tránh khỏi bị bắt bớ, tình trạng hoang mang hỗn loạn đến cực độ. Nhiều người muốn đi mà không đi được, nào vợ con gia đình không đành vứt bỏ, cho nên người dân đã tổ chức vượt biên vượt biển rất nhiều. Ra đi coi như là liều mạng, do đó sát sinh ra những câu ca dao con nuôi cá, má nuôi con nuôi cả nhà, thật thảm thương tội nghiệp. Trong lịch sử Việt Nam hay nói cả thế giới nữa, chưa bao giờ có những cuộc di cư vĩ đại liều mạng như ở Việt Nam này. Biết là chết mà cứ đi, rồi đến đâu hay đến đấy. Người có tiền thì ra đi, người không có tiền thì đành chịu vậy, phó mặc cho số phận, nhà nước chính phủ. Mặc dù có những thông báo trấn an, nhưng người ta vẫn không tin, cho nên ai cũng sợ. Không đi được thì đành phải ra trình diện học tập, đến đâu thì đến. Cái chết là cầm chắc trong tay, trên chiếc thuyền vượt biển, mà chỉ chừng có 14 thước bề dài, 4 thước bề ngang, mà chứa đi cả 50-60 người, thì làm sao mà sống nổi, vậy mà họ cũng cứ đi. Có những trung tâm tôn kính Đức Mẹ, như ở Bình Triệu, nhà dòng Chúa Cứu Thế, lúc nào cũng trật ních những người khấn xin được vượt biển bằng an, lúc ấy họ mới tìm đến Chúa, đến Đức Maria để xin ơn phù trì hộ vực. Có những chiếc thuyền mong manh như vậy mà xếp người như xếp cá hộp, thuyền nào cũng có người Công Giáo, thì họ đều cầm chuỗi hạt mân côi trong tay để đọc kinh cầu nguyện, xin Đức Mẹ phù hộ đi đến nơi, khỏi bị hải tặc cướp bóc hãm hiếp. Đã có rất nhiều câu chuyện kể lại, không lúc nào tả cho xiết. Những thảm trạng gây kinh hoàng cho người dân Việt Nam, có thuyền phải ăn thịt người để mà sống. Khi người bệnh vừa mới chết, có những người phải uống nước tiểu để cầm hơi, có những thiếu phụ bị hải tặc hãm hiếp ngay trước mặt chồng. Không chịu nổi cảnh dã man, phải đến can thiệp, hải tặc đến bắn chết luôn người chồng, rồi vứt cả xác chồng xác vợ xuống biển. Ước tính có tới nửa triệu người dân Việt Nam đã chết trên biển Đông khi rơi vào tay hải tặc, giông bão tàu hỏng máy. Những câu chuyện hải hùng đã được những người sống sót kể lại. Người thân bị hải tặc hãm hiếp và bắt cóc, thuyền chết máy trôi dạt trên biển. Người còn sống sót sau cùng chỉ nhờ ăn thịt người đã chết và uống nước tiểu. Rất nhiều ghe chở cả trăm người tị nạn Việt Nam, khi đến được đảo Galang, chỉ còn đến được trên đầu ngón tay. Những ghe thuyền xuống biển với tất cả mọi người trên đó không phải họa hiếm. Mỗi một câu chuyện vượt biên là một ký ức hải hùng không thể nào quên được của một đời người. Tôi không chủ trương diễn tả thảm trạng của đồng bào Việt Nam chúng ta,
khi vượt biên tìm tự do, mà chỉ tả sơ qua một chút để làm đề tài cho việc nhiều người Công giáo Việt Nam chúng ta đã được Đức Mẹ cứu vớt qua chuỗi hạt mân côi như thế nào và sự ra đời của tượng Đức Mẹ Thuyền Nhân. Trong những cơn giông tố lên đên trên biển, họ đã cùng nhau tổ chức đột kinh chung. Khi gặp những hoạn nạn rủi ro, sóng gió bão táp, khi thấy sóng gió nguy ngập, mọi người liều mạng ra đứng trên bong tàu, cầm giơ chuỗi hạt mân côi, ngửa mặt lên cầu xin mẹ đoái thương đến toàn thể con tàu đang gặp cơn nguy biến. Tức thì Đức Mẹ đoái thương nhận lời, cho sóng gió bão táp ngừng ngay. Đồng bào ông cha chúng ta đã phải chịu rất nhiều nguy hiểm khi phải tìm cách di cư theo thời cuộc. Tất cả mọi người đều phải đeo chuỗi hạt mân côi trên đường vượt biên. Thanh niên thì chèo chống, còn đàn bà con trẻ đều lần hạt tiếp tục để cầu xin Đức Mẹ cho được vượt biên bình an. Và quả thật Đức Mẹ đã cứu họ đi đến nơi bình an. Rồi tượng đài Đức Mẹ Thuyền Nhân đã được người Việt Nam xây dựng ở trại tị nạn đảo Ga Lăng như một minh chứng đức tin giữa đời về sự cứu giúp của mẹ dành cho đoàn con mẹ.